expect you two to wait here. I'll handle this by myself. My king, I apologize for causing such a commotion. I would humbly request that your majesty move back to the old palace in Lamert. You'd have me step down? Forgive me. And what if I refuse to comply? Will you kill me? Aren't you supposed to be the hero we worshipped as kids? Why do you kill loyal subjects? Why do you make your own people suffer? You have betrayed us, when all we ever wanted to do was love you. Yet you... No. Your Highness, no. You've already been taken over by your own shadow. The child of Marduk, King Gilgamesh, will now render fierce judgment on the rebels. And Kel, child of Godhold, will now offer his majesty the king's salvation. Ishtar, if you side with that man. I only want to stop you, Gil. Kai, be on my side. It's pretty fun to be the bad guy, you know. I can't. Come, let's rule the world together. We can accomplish everything we couldn't when we were younger. Don't you realize you're sick? Yes, I'm a sick man. Say we end it. Answer me. Are you Gilgamesh's shadow? No, I am Gilgamesh. Neeva, my poor brother. Oh, I see. That makes sense. What the hell are you doing with Kaya? Kaya? Oh, Ishara. I'll kill her. What? It's almost time for my rebirth. You know how ordinary people celebrate birthdays with a glorious feast or something? This is along those lines. He's insane. In truth, I still had my doubts. I never wanted to fight the king, even though I knew it was a shadow. But now... I'm in!
this point, we don't have a choice. We can't return home if we don't defeat them. Here, my lord. You're right. Jill, just remember, I can only use a minimal level of magic, okay? That'll be plenty. Look at those eyes. The eyes of an innocent fool who still believes in this world. Yeah, what's your point? They really piss me off. What should I do with you? Stop it! Ready? Edamelnam, he of yore, mirror of order, abysmal banner who rules over everything as your own arm, moon of Nana. Star of Elalu, grant unto me Ishara, descendant of Kai, the cleansing blue light of the heavens above. Sheri, Limra, Ishtar, bestow me now with your power.
Scared? No, I'm fine. Because Ishtar's protecting you? No, Jill. Because you're with me. Let's go. Right. I hold Enna's palm in my right hand. I hold Ishtar's ear in my left. Ishtar, Mei, Nahirata! Now! Distraction! The truth is, I never wanted this. To be king, I didn't want to be a hero. Kai. I know, Gil. I was just a big baby. Do you remember that? Yes. And I loved you as much then as I do now. Kai, why am I seeing these memories from the past? I see. So this is... death.
Gilgamesh has disappeared. Now, take it. Don't be absurd. You're going to give up after coming this far? I'm done. I'm going to die. To be pitied by Jill and the rest, huh? Surpassed by the brother you believe to be inferior, and then you die receiving his pity. Is that how you want your life to end? No, I just... Then stand up! Is it over? Well, yes, but... Oh, no. You can't! The rod's not safe! Don't worry. I have no intention of stealing it. It's not my place to decide. Jill, you should figure out what to do with it. Besides, I wouldn't even know where to begin. Thank you very much, Anaro. It's the least I can do. Bao số của em bé không đến thân bé còn chưa bánh xe đến từ đường của em còn nghe đánh một bài mà đang đánh ô dội vào trong nhà em rồi này. Vâng, tôi này khả năng tím luôn dành cho em. Vâng, khả năng cao sẽ là tím luôn. Đây là những con lồng dân không bánh xe khi sâu vào dân không sâu vào trong con hướng 12 giờ kìa. Khả năng thông hai nhà đấy, đối thông hai bộ đấy. Vâng, cắm đầu vào mà chém không biết thời điểm nào là gì. Bảo vệ ăn vào đây, bạn này ăn dân này, ăn nhiều dân càng tốt, bạn cũng ăn ra rồi. Đấy, ăn dân kia, và chung nhiều bạn dân đi. Ăn càng nhiều dân, tức có thể, trong tiếng lọt nhà này. Và anh tách được 3 đàn cà vào nhà những chiếc boy, và không biết chiếc boy đã có bánh xe hay chưa. Là các bạn nó di chuyển thực sự nhanh và lọt vào số 9 của chiếc boy dành cho game thủ U97. Ok, và chiếc 7 đang làm tốt chỗ này, và họ bánh đẩy quần ra.
Không, các bạn đi sai luôn rồi. Tỷ số rút ngắn xuống còn 1-2. Rút ngắn xuống còn 1-2 trong series đầu tiên. Bài 97 thì báo về Mắc Minh, nhưng mà đây là cái loại quân xấu và cực kỳ được coi là, nếu mà được coi là xét về trúc quân thì nhắc đến xem Kata, một con xe xuất hiện và đảo lộn cái mầm cỗ này, một cái mầm cỗ mà đang chứa có chó cá gà bỗng dưng ở đâu vào đây, và một con cá mập và hai gà và một gà và chúng ta ăn thường ngày. Cũng rất nhiều con xem, cái cảm giác như là một cái gì đấy nó xưa nào mà bị như vậy, nó khác bọn hoàn toàn. Đó, 97 sẽ là một bài mà Hồng Anh đang đưa ra chiến thuật là dâng lờ lên và ôm bom đội bạn. Đó, để là 97 có làm tốt được cái bài đánh này hay không? Anh cần phải cải thiện kỹ năng nhiều và xem Hồng Anh đánh nhiều hơn nữa, xem các đàn anh đánh nhiều hơn nữa. Những người được gọi là trên trình mình, ghét đời được gọi là ổn rồi. Và vấn đề là nó tư duy chiến thuật rồi. Thoảng theo thì xem anh đánh được cho cảm xúc, chứ bình thường thì đánh làm gì, xem Hồng Anh đánh làm cái gì. Bốn coi về nhà, một bài ép đời với 23 dần của Vào Bách và đã lên đời rồi, rất sớm sủa. Vào đánh lờ lờ cao cao một chút. Hồng Anh thì sao, con voi đầu tiên thì vậy, sau khi em hết bảy hiệu ốc bài, Hồng Anh cũng làm mắc luôn anh, dường như cũng là mắc về đồ ăn luôn anh. Được đấy, nhưng mà anh đánh nhiều dân hơn một chút, mà anh đánh 25 dân. 97 liệu rằng có cân được xe hay không? Và nói chung chúng ta đang hy vọng rồi. Và chúng ta lấy cớ trận này đang là hy vọng chứ không phải là kỳ vọng. Và kỳ vọng nó hoàn toàn khác. Và kỳ vọng là một thế trận cân. Và kỳ vọng vào một cái tờ đột biến, còn trận này là thế trận. Và quân nó được coi là tương đối một chiều. Thì sẽ là hy vọng nhiều hơn. Dâng lên BL và sẽ là BL.
một vài kỹ đời nó sẽ hơi xịn một chút, nhưng mà nó vẫn cần kích trọng trí. Vẫn kích trọng trí nó sẽ được kích tầm quả trị 4x bài này. Nghe lên đời còn sớm hơn cả 97. Và như vậy 97 kích đời trong 6 nhá, lên nhớ 97 kích đời trong 6 và đầu 7 sớm. Mà he kích đời còn hơn, dường như bài he là bài siêu siêu mắc mình rồi. Và tỷ số hiện tại đang là 1-2. Và tỷ số hiện tại đang là 1-2. Một chiếc vé nhân đôi để ăn cả vàng và cả euro này. Dâng lên và ô bom. Và vị trí nhà đi dâng này sẽ là nhà ai? Gặp he hay sẽ là gặp chim boy? Ông chim boy này, một A luôn. Mình đang khởi vậy, một nhà A luôn. Cái kiểu giết trên chim boy. Và đội bạn đang tự bò chính mình kìa. Và tuần này mình lớn ra là coi như tự bò chính mình đấy. Nhưng mà vấn đề là Hồng Anh có đỡ được nhà he hay không? He thậm chí khả năng lên đời rồi đấy nhá. Chắc chắn đấy, điểm số he đang cao nhất bản đồ này. Và cao cách biệt luôn, và chắc chắn là he đang lên đời rồi. Và đang trên đường có, mà mình nghĩ là đang trên đường đi lật đà rồi đấy. Quá sớm. 97 ấy thôi, 97 ấy đợi cái con dê của mình đi ra là lên đời rồi. Con chém thì ở ngoài thôi. Chim boy gần như không chết tim. Dân Hồng Anh đi đâu đây? Dân Hồng Anh đi đâu đây? Bắn có giò được bạn nào? Con dê một giò bắn tên này. Nhưng lạc đà chéo sang đây để cùng với chim boy. Đang đánh thực sự chắc đến từ hè và chim boy. Một nhà phụ nữa nó sẽ là hợp lý. Và vẫn lở ngoài, một tuần Kene rất hay dành cho chim bay. Kene vào bên trong nhà bây giờ để chém lở ngoài, một tuần này đang có sát thương vì đây là con trẻ có một cánh công. Chưa có giáp nhưng chim bay không dám chơi tuần này. Nhưng dù sao thì cũng là một trận khê. Và quá đột biến đến từ hè. Và EIA hit bên bạn là xe chó. Với lại tuần này thì đang nghe chưa rất nhiều.